rất là tự tin. Ngày hôm nay thì game thủ văn lớp cầm bàn chưa thua trận nào cả. Hai trận cầm bàn rồi, hai trận đều giành chiến thắng. Bình luận viên biết nói phét à? Theo nghĩ thì chả không bình luận viên nào mà không biết nói phét cả. Quan trọng nói phét nổi cái level nào thôi. Cái trình độ nói phép của em thì nó chỉ ở, nó đang ở cái gói câu hỏi 40 điểm. Một quán bia mà ở gần ngã tư và Đón Bái anh ạ. Không, em không phải người Mai Đình, em người Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam, Châu Á. Cố gắng câu con voi này về ngon lành để chúng ta sẽ có cái lực đánh được ba voi và bảy yêu phụ. Và ngày hôm nay thì sau hai trận thi đấu đầu tiên, cảm giác mọi thứ nó chưa ổn. Thì bây giờ thì game thủ văn lớp đang thi đấu với bộ mặt hoàn toàn khác, vẫn đánh rất là chắc chắn và chỉn chu. Cái tiết trời xe lạnh của mùa thu Hà Nội thì nó không ảnh hưởng đến cái phong độ của game thủ văn lớp. Vâng, lạnh ngoài ra thì không sợ, chỉ sợ lạnh trong lòng thôi. Vâng, còn hiểu. Tăng động thế nhở. Vâng, chào anh em Hiệp Hòa, chào anh em Bắc Giang, chào anh em Việt Nam. Toàn là đồng hương cả mà. Toàn là con cháu của... con cháu của Âu Cơ, cùng họ hàng hết. Em lại không nhớ quán tên gì nhở? Tại vì lâu lắm rồi em cũng không ra uống. Ngày trước cái hồi cấp 3 thì ra nhiều. Từ lúc đi đại học em không nhớ là quán tên gì. Hình như quán... không biết là anh có đặt tên quán là gì không? Anh họ thôi. Vâng, bao bề 11%. Vâng, cầm Max C mà rồi 11% nha. Không cần nhà luyện anh em ạ. Anh luyện mãi mãi tuổi 17. Bài Max C rất đẹp. Bài Barbara này theo nghĩ là bài không phải bài đẹp đâu. Bài này phải câu con voi thứ 3 về thì mình cứ câu cấu ép được đòi. Bài này ở mức trung bình, không đẹp, không phải bài xấu. Mic hơi nhỏ à? Ok được rồi, sẽ để mic gần vào mồm một tí. Anh lớp thì chưa nghĩ đến việc lấy vợ. À, nghĩ đến rồi nhưng mà chưa thực hiện được. Giống anh trai em. Lạnh ngoài ra không sợ, chỉ sợ chân lạnh toát. Vâng. Khá là hay. Ok, em tăng cái mic lên nha. Và em giảm tiếng game xuống một chút cho nghe nó được đồng đều hơn. Đen màn hình nữa, em thấy màn hình. À, anh lớp đi dò anh chỉ vào khoảng đen. Người nhận bảo đen màn hình. Đúng rồi, luyện là bất tử ở tuổi 17. Mãi mãi tuổi 17. Thanh xuân là rất dài. Quay trở lại trận đấu với tôi. Ơ vâng. Cái map này thì chưa cả đánh một lần rồi. Bài Maxi rất khung. Chưa đánh với các sếp. Bài này chỉ có một đường vào thôi. Cái bài Maxi một lối vào. Đó là cái hướng duy nhất có thể vào được nhà của đội bạn. Và tiếp tục là một map chúng ta lại phải nghĩ đến cái việc đánh theo kiểu cơ cấu. Nhưng cái bài này thì lực nó không khỏe, nó khác với bài trước. Bài đúng một lối vào. Cái map này thì là cái map rất khoai. Vâng, trận thi đấu mà cái bài của game thủ hay là bài quá khủng. Gió 11%. Bài này là bài heo, là bài khỏe luôn nha. Không phải là bài yếu đâu. Bây giờ chúng ta ăn thêm 7 quả thì lực dồn lên nó sẽ là ổn. Cố gắng đánh như kiểu cơ cấu. À vâng, đúng rồi. Vâng, chào anh Duy Chip. Bài một lối vào, 11% này cho cái cầm mác. Cái map này thì là cái map thắng để cho Maxi rồi. Đúng, chỉ có một cái lối vào duy nhất thôi. Nếu em đánh một lần và em cầm cái bài mác này.
Bài để bạn lên sớm vào lực rất khỏe. Chúng ta đang cơ cấu chuyển à? Ô, bo nhỏ nào, bo nhỏ ruộng, mua cả vàng luôn. Và cơ cấu giữ dần là rất keo. E của he he, công he này đáng sợ thật. Vậy e đúng cái tình huống mà chúng ta cũng là người ken e. Em tưởng đó cái e của anh lớp cơ. Cho anh lớp cũng vậy. Ui chào với cái ông này. Chỉ ăn rồi phải e thôi. Để ý sóc cung A anh. Sóc cố gắng sóc cung A để thủ nào. Bắt đầu là cố gắng tăng A. Một trận đấu này thì đội bạn kể cả đánh châu Y thì vẫn là một cái trận đấu rất là căng dành cho game thủ văn lớp. Khi bài của bạn quá khỏe, nhà thì có đất vẽ ruộng. Vâng, những con y nó quá là giáp và khoai. Cái map tịt rồi. Vâng, game thủ văn lớp đã cố gắng tìm ra bên ngoài nhưng mà không thấy. Nhưng mà ra bên ngoài không nhiều đâu, nhà là bạn thoải mái đất vẽ ruộng. Bài khỏe, nói chung map map tịt rồi. Cái map này trước em cầm cái bài map một lần. Quá khó để cho những quân đối phương có thể thắng. Lần trước thì gặp con Summer cũng là tịt. Gặp con Pan thì cũng là càng khó, tại con Pan không phát triển được. Bài một đối vào. Rồi chúng ta đến với trận đấu chung kết của CO thứ hai nào. Nói chung cái map khó quá. Chưa. Vâng. Đến với trận chung kết không có gì cả. Vâng. Cứ để cho he cân bằng và chúng ta sẽ điểm để bạn trận trong trận chung kết thì là ưng. Không thể tin nổi, nãy xem hai trận đầu tím lị mà giờ vào thấy đang dẫn. Vâng, đó mới là anh lớp. Vâng, anh Trần Đạt thì như là đang muốn gây hỗn loạn một chút phải không nhỉ? Có lẽ thì nếu mà anh tiếp tục có những cái comment không hay như vậy thì sẽ bê ban anh ra. Mọi người thì đang vui vẻ AC và Person trong trận đấu chung kết. À, hôm nay thì thi đấu ở văn phòng anh em ạ. Thi đấu ở Vec. Vâng, ai nhả anh em? Vâng nhả. Vâng nhả làm sao được. Lâu ngày mới được đánh. Đánh hết mình. Chung kết là quân cân rồi, AC và Persia. Tiếp tục là hai cái thủ sẽ được cầm cái chất quân thế mạnh của mình. Ô, ô, vâng. No. Không biết thế he chắc cái gì đấy nhở. Trận dân đấy. Không hiểu sao tự nhiên he kêu gì như quả xấu. Vâng đúng rồi. Chưa biết trước là map. Ở trận chung kết trước là cái map theo nghĩ là cái map Maxi là đẹp hơn một chút. Tuy là bài Roman game thủ văn lớp cố gắng ép sớm nhưng bài lực yếu, đội bạn Mark hai quả phụ. Bài AC thì đang bắt đầu ổn dần. Có voi, có quả phụ rồi. Không biết Hea gõ Hea ỉ ôi gì đây, khả năng cao là quả xấu, em nghĩ là như vậy. Còn quân thì không bao giờ Hea kêu về quân rồi. Ngày hôm nay thì em nghĩ là quân là rất cần. Không biết ỉ ôi cái gì. À vâng, này lớp không được cầm quân xấu. Đúng rồi, em để ý không chat. Có lẽ là game thủ he ỉ ôi với quân. Nhưng quan trọng là bài he như thế nào thôi. Quân này vẫn còn ỉ ôi. Vâng, AC Per vẫn còn ỉ ôi. Ok ok, vâng, em không để ý không chat thôi. À không để ý màn hình, cái lúc đấy chắc là vừa ngoảnh ra. Đang ngoảnh ra nhìn anh em trò chuyện. Nhìn anh em comment. Vậy là bài là đủ đồ rồi. Bài này thì cái điều đáng tiếc là bầy hươu hơi khó đá về thôi. Còn mọi thứ đang là mắc binh. Ok ok, cảm ơn anh em nha. Hai voi làm hai dân. Xin anh em đấy. Một trận chung kết rồi. Bình thường thì trêu được. Chung kết thì đừng có trêu. Đừng có chôn. Nguy hiểm. Oklahoma.
Con này si mà nếu mà thích thì ta đánh chém cũng được. Bài 4 voi nha. Ứng quá 4 voi thì bảy nhiêu kể cả không ăn cũng được. Không ăn cũng đọc bài ổn. Thích thì về sau ăn. Ghép đời với 4 voi bãi quả phụ là ổn rồi. Map đánh rồi à? Map